Xin chào các bạn đã đến với 10 vạn câu hỏi vì sao, khoa học, lịch sử, địa lý phần 15. Một, Tại sao bệnh dịch hạch lại trở thành đại họa của nhân loại? Ngày 24 tháng 3 năm 1345, người ta phát hiện thấy trên bầu trời một hiện tượng kỳ lạ. Thổ tinh, mộc tinh, hỏa tinh gặp nhau, chập làm một. Ở châu Âu trong đêm dài trung cổ đẩy mê tín hiện tượng thiên văn lạ này khiến cho mọi người kinh sợ. Các nhà chiêm tinh hốt hoảng nói rằng đây là một triệu chứng xấu nhân loại sẽ bị quỷ thẩn trừng phạt. Thật không may. Các nhà chiêm tinh lại nói đúng, một nạn lớn đã đến, nhân loại gặp phải một đại họa chưa từng có trong lịch sử. Ngay từ năm 1333, ở châu Á cách xa châu Âu đã sinh ra một thứ bệnh do chuột lây truyền, thứ bệnh đáng sợ này theo con đường thương mại truyền đến Ấn Độ và một số nước khác, đồng thời nó cũng hoành hành ở vùng Mesopotamia, Lưỡng Hà và Ai Cập đến năm 1347, nó xâm nhập vào châu Âu một cách mạnh mẽ không có biện pháp nào ngăn chặn được đến tận đảo Sicin, Italy và miền nam nước Pháp, Hà Lan, Đức, Ba Lan rồi đổ bộ sang Anh. Các nước không biết đối phó với bệnh này ra sao, các thầy thuốc đều bó tay, không phương cứu chữa. Bệnh dịch hạch hoành hành ở đại lục châu Âu khiến cho nước Anh rất kinh sợ. Họ may mắn được hòn đảo An Lê là phòng tuyến bảo vệ. Chắc tử thần không đến được đây. Nào ngờ khoa học chưa phát triển, chưa tìm ra một biện pháp phòng ngừa dịch bên, cho nên cuối cùng dịch hạch vẫn đổ bộ sang anh. Người nhiễm bệnh dịch hạch, toàn thân cảm thấy đau đớn, tiếp đến là bị sốt cao, trên tay và mặt xuất hiện những chấm đen. Người châu Âu khi phát hiện thấy nhà ai có người mắc bệnh này, cả nhà sẽ bị đuổi đi, nhà bị đốt sạch. Nhưng dịch bệnh vẫn lan rộng, nhà này đốt lại đến nhà kia đốt. Bệnh dịch hạch tấn công Luân Đôn đã làm chết hơn 10 vạn người sự lan truyền bệnh dịch hạch này đã tấn công mạnh mẽ các thành phố tây âu những thành phố phồn vinh bỗng chốc trở nên suy tàn hoang vắng những thấy thuốc của các nước đã phải đấu tranh với căn bệnh này họ đã cách ly người bệnh dùng tất cả các loại thuốc chữa trị các triệu chứng bệnh nhiều bác sĩ đã phải hy sinh tính mạng bệnh dịch hạch đã giết hại nhiều người nhưng qua cuộc chiến đấu này người ta đã biết nhiều phương pháp phòng chống hữu hiệu Chính phủ các nước đưa ra các pháp lệnh ngăn chặn dịch hạch lan truyền. Thành Verni của Italy ban bố lệnh cấm mọi nhà buôn đã nhiễm bệnh hoặc nghi là nhiễm bệnh đều không được vào thành. Có những nơi quy định thủy thủ phải sống ở nơi thoáng khí và đẩy ánh nắng 30 ngày rồi mới được vào thành phố của họ. Có nơi đặt trạm kiểm dịch như ngoài cảng như Marseille chẳng hạn. Để quản lý nguồn nước, người ta đặt ra một chức quan chuyên trong coi kiểm soát nguồn nước người ta trao trọng trách cho những người làm công tác y tế. Nhờ cố gắng đó, bệnh dịch hạch đã được ngăn chặn lại. Những năm 1353, 1362, 1364 tuy vẫn có dịch ở châu Âu, nhưng tác hại không lớn lắm. Dịch hạch ở châu Âu vào thế kỷ thứ tư đã khiến chi nhiều thành phố trở nên hoang vắng, ảnh hưởng đến nền kinh tế, làm chết hàng triệu người. Nhưng sau cuộc chiến đấu với tử thần dịch hạch đã khiến cho ngành y tế tiến bộ và phát triển mạnh mẽ. Hai, đế quốc Ottoman ra đời như thế nào? Giữa thế kỷ 13, Tiểu Á rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đế quốc Đông La Mã hùng bá Tiểu Á mấy thế kỷ lúc này đang lấy Nice làm cứ điểm đấu tranh giành lại Constantinople bị thập tự quân chiếm. Người Tuyết Sen gúc một thời cường thịnh đã bị quân Mông Cổ đánh cho tan tác khi họ xâm nhập Tiểu Á, một nhóm thủ lĩnh người Tuyết chiếm lĩnh các sơn trại, tranh giành lẫn nhau, Tiểu Á trở nên vô chủ. Tại miền Bắc Tiểu Á giáp tranh với đế quốc Đông La Mã, một số võ sĩ theo đạo Islam kéo bè kết đảng tự xưng là các Kachi, họ dương ngọn cờ thánh chiến của đạo Islam, nhiều lẫn đánh chiếm lãnh thổ của đế quốc Đông La Mã. Một người tên là Antokru một thủ lĩnh người tuyết ở thảo nguyên Trung Á đã tập hợp được khá nhiều ca chi rất thiện chiến, nhờ đó mà ông đã không ngừng mở rộng vùng đất. Năm 1282, Antokrung tạ thế, con của ông là Oman lên kế nghiệp, đã đánh bại đế quốc Đông La Mã, chiếm thêm một vùng đất lớn. Khoảng năm 1300, Oseman tuyên bố độc lập, tự xưng là Amir, nguyên thủ. Quân của Oseman đều được gọi là Oman Tuy, năm 1317, Osman tiến công thành Purusa. Thành này là một nơi hiểm yếu của Đông La Mã phía Bắc Tiểu Á, được phòng thủ rất chặt. Sau khi chiếm được thành Purusa, Osman đóng đô tại đây, khống chế eo biển Dardanen, con đường quan trọng thông sang châu Âu. Nước mới thành lập này mang tên ông, gọi là đế quốc Ottoman. Năm 1926, Osman lìa đời, con của Osman là Umban lên kế vị ông xây dựng một đội quân thường trực hùng mạnh, liên tục xâm lược các nước xung quanh. Trong 10 năm, cơ bản đã gạt hẳn thế lực Đông La Mã ra khỏi Tiểu Á, Ung cũng coi trọng cả về mặt chính trị, bước đầu xây dựng được các thể chế của một quốc gia, thực hiện chế độ tuyển quân, phong đất cho người có công, coi trọng giáo dục, xây dựng trường học của người Ottoman. Ung còn lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ của Đông La Mã để can thiệp vào. Năm 1354, Umban chiếm lĩnh Karipuri, xây dựng pháo đài đầu tiên, đẩu cẩu đánh chiếm châu Âu. Con ông là Murad sau khi kế vị không gọi là Ami nữa, tự gọi là Suntan, tiếp tục tăng cường tấn công Đông La Mã. Năm 1361 chiếm thị trấn quan trọng là pháo đài Arturia và dời đô về đó, đổi tên là Etini. Bấy giờ người Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng đổ dồn về bang Căng. Đế quốc Đông La Mã chỉ còn giữ lại được thành công đơn lẻ thừa cơ đế quốc Ottoman thôn tính luôn phẩn đất miền Nam San của các nước vùng Ban Năm 1396, quân Ottoman dưới sự chỉ huy của Sultan Baerai đã chiến thắng đội quân thập tự quân của nhiều nước châu Âu do giáo hoàng giúp đỡ tại Nê trên đất Bungary ngày nay. Đến cuối thế kỷ thứ tư, đế quốc Ottoman đã kiểm soát toàn vùng Ban Năm 1402 trong cuộc đại chiến với đế quốc Timur ở Trung Á, Sultan Ba bị bắt sống đế quốc Ottoman suy yếu trong một thời gian. Năm 1451, Mohamed đệ nhị kế vị, quyết tâm tiêu diệt Đông La Mã. Tháng 4 năm 1453, Mohammed hai đích thân dẫn đại quân đánh chiếm công Santinov. Đế chế Đông La Mã tồn tại hơn 1.000 năm đã bị diệt vong. Bốn năm sau, Mohammed hai lại dời đô đến công Stantinop, đổi tên là Istanbul. Thời kỳ C, Rimu thống trị, đế quốc này lại chiếm Syri, Ai Cập, Maika Maitina. Từ năm 1520 đến năm 1566, người kế vị Serimu là Suleiman i đạt đến thời kỳ cực thịnh. Vị chính trị gia, quân sự gia nổi tiếng này được tôn xưng là đại đế. Ông liên tục chinh chiến ở Trung Âu, Tây Á và Bắc Phi. Năm 1521 ông dẫn quân chiếm Bengara. Năm 1526 đi đánh ra, Năm 1526 đi đánh tám chiếm thủ đô Buda, tiêu diệt Hungary. Năm 1529 ông lại dẫn đại quân đánh viên, khiến cho cả châu Âu rung động. Ở châu Á, họ nhiều lần đánh bại ba tư, chiếm Iraq, Croatia, Tây Armenia. Ở Bắc Phi, họ lẫn lượt chiếm Liban, An, Jeri, Tunisia tranh hùng trên địa Trung Hải. Lúc này họ trở thành một đế quốc lớn xuyên qua ba châu lục: Âu, Á, Phi cái chết của Su, Riman đã đánh dấu sự kết thúc thời kỳ cực thịnh của đế quốc Ottoman. Năm 1572, hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ bị liên quân Verni và Tây Ban Nha tiêu diệt. Từ đó đế quốc Ottoman suy yếu dẫn. Đến năm 1922, đế quốc Ottoman chấm dứt sau cuộc cách mạng Cộng Hòa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.